trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Xin kính chào quý khán thính giả của Đài Hồng Việt TV và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kính mến. Trang Thanh Lan xin kính chào tái ngộ đến quý các khán giả thương mến đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương được phát hình trực tiếp mỗi tối thứ ba trên làn sóng 2078 của Hồng Việt TV. Chương trình sẽ được phát lại 11 giờ đêm nay, 9 giờ sáng thứ tư và 5 giờ chiều thứ bảy. Chương trình này cũng nhằm mục đích giúp đỡ những người trẻ hiểu biết thêm về hình ảnh oai hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng Hát Hậu Phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ bỏ sách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, chia sẻ những kỷ niệm buồn vui thời chinh chiến. Các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tiếng hát hậu phương @yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số 714-933-7877. Và kính thưa quý vị, hôm nay tiếng hát hậu phương xin giới thiệu đến quý vị cựu trung úy Nguyễn Bình Trị, anh thuộc Cục Tâm Lý Chiến thuộc Tổng cục Chiến tranh Chính trị. Dạ, xin mời anh. Tôi xin thân ái gửi lời đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Hát Hậu Phương của Đài Hồng Việt TV. Dạ, xin chào anh. Vâng, xin chào chị Phương Hồng Quế và xin chào chị Trang Thanh Lan. Dạ. Chào nghĩa sứa. Chào nghĩa sứa. Dạ, chào. Dạ, thưa anh, khi mà anh đến đây thì em nhìn thấy cái bộ quân phục anh đang mặc, thì em nói với Quế rồi, anh mặc quân phục, cái bộ này quá đẹp luôn. Thì thưa anh, cái bộ quân phục này có ý nghĩa gì thưa anh? Vâng, thì thưa hai chị, cái bộ này, quân phục này gọi ở trong quân đường Thủ Đức chúng tôi gọi là quân phục tiểu lễ, để dùng để mà đi phép. Yeah. Và chúng tôi ngoài ra chúng tôi còn khi mà ra trường thì chúng tôi có bộ đại lễ nữa. Yeah. Vâng, thì nó khác. Cái bộ này chúng tôi chỉ dùng để mà đi phép thôi. Yeah. Và còn ở trong lúc mà thời gian học ở quân trường Thủ Đức thì chúng tôi đi học ở lớp thì chúng tôi có những cái bộ đồ xanh thường, trên xanh đi xanh và cái nón bê rê như thế này. Dạ. Vậy là anh học quân trường? Dạ thưa, tôi học khóa 668 trường bộ binh Thủ Đức. Dạ, bị Thủ Đức hả anh? Vâng. Và nhưng mà cái thời gian mà năm 68 thời gian mậu thân á, thì nó đông quá đi, do đó họ gửi chúng tôi phải học 8 tuần lễ ở Quang Trung. Dạ. Vâng, và sau cái 8 tuần đó thì chúng tôi một tại vì cái năm 68 là cái như cái năm chúng ta mậu thân. Yeah. Nó đòi hỏi cũng nhất lại nhiều đó thưa hai chị. Yeah. Nó coi và cái những cái khóa chặn á thì và đông quá thì vì quân trường Thủ Đức không có chứa nổi mới đợi đi tạm ra ngoài ở bên ra ngoài trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. Yeah. Để mà gửi đi học ở ngoài đó cho đó. Yeah. Thì cứ khóa chặn là có một nửa học ở Thủ Đức và một nửa học ở Đồng Đế, Hạ Sĩ Quan Đồng Đế. Còn cái huy hiệu của em đang hỏi về bộ quân phục của anh. Em thấy hai cái phù hiệu hai bên tay anh là có ý nghĩa gì thưa anh? Đây là cái ngọn đuốc với cây kiếm hả anh? Vâng, thưa hai chị. Thấy là cái huy hiệu này á thì cái nền xanh da trời là biểu tượng cho cái sự và anh dũng từ tư tưởng cho đến hành động và cái ý chí của người thanh niên trong thời ấy. Và cái ngọn lửa là nó chỉ thấy là có ba cái ngọn lửa. Dạ, là biểu tượng cho cái thứ nhất là cái dòng là lòng dũng cảm. Vâng, là cái lòng dũng cảm, cái sức cái lòng dũng nhiệt cảm huyết. Vâng, lòng nhiệt huyết và cái và cái ý chí và cương quyết. Dạ. Của người thanh niên. Dạ. Dạ, còn phía bên kia, bên kia là còn cái kiếm, còn cái kiếm nữa tôi chỉ là tượng trưng cho cấp chỉ huy. Dạ. Vâng. Dạ.
Tức là sĩ quan mới là có cái phù hiệu này hay là sao thưa anh? Dạ không, đây là phù hiệu của trường bộ binh Thủ Đức. Dạ. Tức là ra sĩ quan rồi là có cái phù hiệu đó liền. Không, tức là học ở quân trường. Tức là trong quân trường đã có cái đó rồi. Những người nào mà xuất thân từ trường bộ binh Thủ Đức thì mang cái hiệu này. Còn những người bộ bị Đà Lạt thì chị thấy nó họ huy hiệu riêng. Còn bên tay trái là bên em biết là bên tay phải đây là cái hiệu của ngành chiến tranh chính trị. Dạ, đó. Em nhìn thấy quen thuộc lắm. Dạ, thì cái tổng cục chính trị thưa chị nó có 6. Tôi nhớ không lầm thì lâu quá thì nó có 6. Nó gồm nó có cục tâm lý chiến, thứ nhất là cục nội chiến, cục chính huấn, cục quân tiếp vụ, an ninh quân đội có không anh? Cục an ninh quân đội và hai nha tương úy công giáo và nha tương úy Phật giáo. Như vậy thì cục tâm lý chiến thì anh có thể nói cục tâm lý chiến mang một cái nhiệm vụ gì anh? Cái chức năng của lúc mà tôi về lúc về cục tâm lý chiến thì tôi thưa chị là tôi hoặc là tôi làm phục vụ trong phòng hành chánh. Khối hành chánh nhưng mà về phòng nhân viên và trong cái phòng nhân viên thì tôi lại phục vụ cho một cái ban đặc biệt, một cái ban nhỏ nữa là cái hồ sơ cứu xét, những hồ sơ cứu xét cho những cái đồng bào mà bị tai nạn đó chị. Rồi họ gửi cái đơn rồi đó chúng tôi mới cứu xét đó rồi để mà giúp đỡ cho người ta. Tai nạn chiến tranh là tai nạn. Vâng, tới bồi thường những cái nhà nạn nhân chiến tranh đó. Vâng, thì như thì theo như có cái phần đó nữa hả thưa anh? Vâng, dạ thưa, nó gọi là cái phòng đó là phòng tức là cái vùng nào mà có chiến tranh đó thì dạ cái phòng đó phòng tình quân dân thuộc về khối hành chánh. Chỉ lo về cứu xét là chúng tôi là lo về cứu xét tất cả những cái gì mà hồ sơ đỡ văn hồ sơ hồ sơ của những gia đình nào mà bị vâng coi như thiệt hại về vấn thiệt hại nhà cửa. Vâng, tèo lâu quá tôi không nắm rõ vấn đề đó. Dạ vâng. Nhưng mà anh ở trong cuộc tâm lý chiến thì lúc đó là anh ở đâu anh? Ở bên đài phát thanh quân đội hay là đóng? Dạ thưa, đó thì hồi nãy tôi nói với hai chị là tôi về làm khối hành chánh mà về phòng phòng về phòng nhân viên, nhưng mà phòng nhân viên là phòng tình quân dân, cái phòng tình quân dân có ở tại Sài Gòn ở trên đường em nhớ số 2 biết không Phật tử đó số 2 Phật tử phải không em nhớ chỗ đó. Vâng, nhưng mà anh có thường gặp anh Nhật Trường không, tại vì ở chỗ đó là anh Nhật Trường với các anh nhà văn Lê Văn Quang cũng đang tới lắm đại quân đội không? Vâng, thì đó là thì phòng đại phát thanh quân đội là trực thuộc về bên cục tâm lý chiến cũng bên thì nó cũng sát nhau. Tôi với Nhật Trường hồi xưa cũng cứ hay đi qua đó chơi hoài, có gặp Nhật Trường hoài. Dạ vâng. Thì cái phòng phát thanh á thì hồi đó cũng có đi sơ lâu, có những cái kỷ niệm đi xuống tới chơi rồi có nhiều khi gặp anh lâu lâu đi xuống với gặp anh Trần Trịnh. Anh Trần Trịnh cũng đại quân đội. Vâng, đúng rồi về cũng luôn. Là lính của cục tâm lý chiến luôn. Vâng, về phòng rồi anh Văn Quang, nhà văn và trung tá Văn Quang là vâng trung tá Văn Quang là trưởng hình như là trưởng phòng phát thanh. Dạ đúng rồi. Rất là nhiều những người ngày xưa mà nhạc sĩ đó thì là hay đi lính ở trong đại quân đội trong cuộc tâm lý chiến rất là nhiều. Hồi đó tôi nhớ tôi qua đây hình như còn gặp Ngân Giang nữa. Dạ, Ngân Giang là cái bài mà tôi vẫn nhớ đó. Dạ. Anh cũng tâm lý chiến luôn. Vâng, anh là về hạ sĩ quan. Ngày xưa thì lính mà có một chút văn nghệ văn gừng là thường thường là vô cuộc tâm lý chiến hết. Vâng. Dạ. Nhưng mà anh vô như vậy thì anh có biết hát không? Dạ. Thì cũng nếu chưa lúc đó chưa hát cho hai chị về cục tâm lý chiến rồi chắc là chắc anh không, phải có qua nói đây văn nghệ biết, qua đây tôi mới tập mới hát dạng gì chắc còn ở bên đó thì chưa có ca chắc là cũng có dính chút xíu văn nghệ chút xíu dạ thì em có thể giống như quý các khán giả thương mến đang coi chương trình cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đang muốn biết anh hát như thế nào và người chiến sĩ tâm lý chiến hát như ra sao. Em mời anh có thể hát một bài không thưa anh? Vâng thì để vui xin về trình bày với tất cả quý vị khán giả một cái nhạc phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mà tôi nghĩ là cái bài này chắc là hồi trước 75 chắc ai cũng biết, nhạc phẩm Hoa Trinh Nữ của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Cái bài đó bài ruột của em đó. Vâng, dạ. Cảm ơn. Qua một rừng hoang gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai, hai cây hoa dài lẻ loi bên rừng gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kêu xa, hoa đâu dám khoe màu của một nàng cúng vạn tươi.
hoa không bán hương thơm như nàng già lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tổ truyền tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuân binh qua rừng, dèm quân xâm lấn. Khi vua kéo quân về, tình cờ gặp một giai nhân, vua sao xuyến tâm hồn, vừa đàn về chốn hoàn cung, truyền cho khắp nhân gian đem lùa là đến cho người. Trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mộng ước thần bình thường, như yêu một loài hoa trên bùng đá sỏi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếm lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biến đến sao hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không nệm gấm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu rất xa. Nâng nhẹ một cây lá xém trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy kém đêm trăng đầy, cài then cùng ai. Tôi nghe thoáng qua hồn, mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng, lòng bàn hoàn nhớ người thương. Chờ cho hết mai sau khi tan giặc rước vua về, cho giai nhân ngóng đợi chỉ một canh chính nữ thôi. Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một canh chính nữ thôi. Trường người ta hát hơi giống nhà trường ha. Người lính hát cũng đâu có tệ không, người lính hát cũng hay quá chừng. Dạ vâng, vâng. À, cảm ơn anh chị rất là nhiều. À, xin quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Và được biết rằng anh chị cũng là bạn rất thân của anh nhà thơ Trạch Gầm, tức là mỗi sáng chúng tôi thường hay gặp các anh ở ngoài tiệm cà phê Hàng Hương Tâm Sự, rồi có mấy cái điếu bazooka, điếu cày, điếu thuốc lào. Điếu cày thuốc lào vui lắm, Hàng Nguyên vui lắm. Vâng, vui lắm. Thì cũng nhân dịp mùa xuân vẫn còn, còn tháng giêng là tháng ăn chơi còn còn. Ừ. Cho nên là chúng tôi xin được phép đọc bài thơ của anh Trạch Gầm để gửi tặng đến tất cả quý vị khán thính giả và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Bài thơ với tựa đề là Xuân Tha Phương. Em tha phương, ta cũng tha phương, cúi xuống hôn chung một nỗi buồn. Mùa xuân khép kín trời lưu lạc, nỗi nhớ chạy tìm nỗi nhớ thương. Em tìm lại cánh đồng thơ trẻ, ôm cả dòng sông rúc rích cười, trăm câu hò đẩy trôi quạnh quẻ, đón ánh xuân hồng nao nức vui. Ta gặp lại ta ngày khói lửa, mịt mờ đất đỏ khép rừng xanh, bạn bè gối súng cùng trang lứa, đánh bạc đau thương kiếm thái bình. Hay là em gặp sân trường cũ, chơi với như chừng lạc cõi tiên, nắng vàng mừng rỡ hôn lên má, bất chợt ửng hồng điên đảo điên. Ta xin quỳ xuống hôn mặt đất, may gặp vài thằng bạn xa xưa,
ngủ vùi trong nỗi niềm xe thắt, đổi lấy mùa xuân không ước mơ. Bây giờ thêm một mùa xuân nữa, trời đất tha phương quá bận lòng. Dạ, đó là bài thơ. Anh Trạch Gầm có cái lối cái gì đặc thơ của anh á, những cái vần, những cái nhớ giống như điên đảo điên rồi em ra rất thích cái bài thơ của anh Trạch Gầm. Không, thơ của anh có mang cái tính chất lãng mạn mà phong trần đúng của một cái người lính và bất cần đời. Đó, đại khái là như vậy đó. Bất cần đời. Dạ. Trở lại với anh Thư Anh, sau khi anh ra trường mãn khóa rồi thì anh đi đóng quân ở đâu nhiều nhất? Dạ, thưa tôi ra trường thì đầu tiên là tôi về tiểu khu Hồng Nghĩa. Vâng, thì ra thì tôi nắm trung đội. Rồi sau một thời gian thì tôi được biệt phái về tiểu khu và hoạt động cái thời gian đó thì nó thành lập cái đại đội dưới anh chị đó hai chị. Tiểu khu tôi xin đi học, tôi xin chị anh chị đi học với anh chị và tôi trở về hoạt động được đại đội với anh chị của tiểu khu Hồng Nghĩa một thời gian. Vâng, thì sau đó rồi một thời gian còn tôi mới được biệt phái, đi ra nắm làm trưởng ban năm của tiểu đoàn. Tiểu đoàn địa phương quân đó chị hai chị. Vâng, thì địa phương quân hả? Vâng, tiểu đoàn địa phương quân đó. Cái thời gian đó là tiểu khu Hồng Nghĩa nó chỉ có hồi đó chỉ có liên đội thôi, nó chưa thành lập tiểu đoàn. Sau này vấn đề vì nhu cầu với đường họ mới thành lập một tiểu khu và thành lập một tiểu đoàn. Thì lúc đó thì tôi được ra làm trưởng ban năm của tiểu đoàn. Nếu mà địa phương quân thì trong những lúc mà anh đi theo địa phương quân như vậy đó thì là mình có anh đóng ở đâu, ở Hồng Nghĩa, nhưng mà có gặp, có thường xuyên có những cái trận đánh nào mà anh có đụng đối mặt không? Có đối mặt những trận đánh nào không? Hay là ở trong văn phòng không thôi? Cũng có đụng, nhưng mà tôi ở với bộ ngay ở bộ chỉ huy thì tất cả các đại đội ở ngoài họ đụng. Chắc là cũng có nghe súng đạn. Dĩ nhiên lính mà đi với bộ chỉ huy tiểu đoàn thì cũng có. Có khi nào mà ra đụng trận mà trận lớn không thưa anh? Tôi thì chưa có đụng. Tức là anh ở văn phòng Tôi cũng có đi hành quân, nhưng mà hành quân của lính dân phòng như thế nào thưa anh? Không, hành quân của tiểu đoàn tác chiến đó. Tôi ra tiểu đoàn của tác chiến của tiểu đoàn tác chiến. Đi đâu anh? Cái trận nào ở đâu anh đi đầu tiên? Lâu quá là tôi cũng quên rồi chị, nhưng mà tiểu đoàn phải đi hành quân tất cả trong từng tiểu đoàn. Nhưng mà trong đấy là anh không gặp nguy hiểm nhiều. Vâng, dạ thưa tôi ít gặp nguy hiểm. Tôi ít có được. Nhưng mà trong vòng mấy năm thưa anh? Dạ, tôi ở Hồng Nghĩa 3 năm chị. Xong là 72 tôi mới về cục tác chiến. Tức là tác chiến 3 năm vâng, đó. Tác chiến 3 năm. Rồi tôi mới về Sài Gòn đó. Vậy là cũng có mùi súng đạn anh. Vâng, thì cũng có là mặc dù sau này anh ngồi văn phòng, nhưng mà trước đó người lính nào cũng vậy, cũng phải có mùi súng đạn chứ anh ha. Vâng, dạ. Không nghe mùi súng đạn đâu phải lính đâu, đúng không? Dạ. Sau đây là lời chia sẻ của chị Bạch Mai. Xin phép anh cho em đọc lời chia sẻ Bạch Mai. Chị Bạch Mai gọi từ Florida với chương trình. Chương trình bữa nay rất đặc sắc, đã mời được người lính hát rất hay. Đó, khen anh đó, thấy không? Dạ, thưa, cảm ơn chị. Hai cô mặc áo dài rất đẹp, nhân dịp vẫn còn xuân, chị Bạch Mai xin yêu cầu hai chị hát bài Ngày đầu một năm hoặc bài Mộng chiều xuân. Chị cảm ơn Đài Hùng Việt đã có nhiều chương trình hay. À, chắc Mộng chiều xuân mình hát một đoạn cho chị đây. Son hay la vậy nhỉ? Em hát tặng chị một đoạn nha thưa chị. Chiều thầm vương bao nhớ nhung, người yêu thoáng qua trong giấc mộng, vui ngọt sống thơ những ngày mong chờ, trách ai đành tâm hững hờ. Mối tình đầu xuân ai thấu chờ, lòng tha thiết vương theo tiếng đàn. Phóng trần sống trong mộng đẹp ngày xuân, ngày thơ giáng huyền đến trong mơ, lòng em bớt sầu mong và phút tan theo gió chiều, biết em về đâu, hãy trả lời lòng em mấy câu. Tình duyên với anh trong kiếp nào.
mong chờ ai ân kèo tàn ngày mơ. Xuân còn thắm tươi em còn mong chờ ai ân kèo tàn ngày mơ. Nói hát một đoạn nhưng mà hứng quá. Nghĩa lúc này đờn hay quá, người ta mình hứng mình hát luôn. Nhưng mà chị Bạch Mai như vậy là chắc là cũng vui lòng rồi. Dạ. Sau đây có lời chia sẻ của người lính già gọi từ Tennessee, muốn gọi vào cảm ơn cho Thanh Lan và Phương Quế đã giữ lời hứa hát bài Anh Chị Em Mùa Xuân. Và người lính già xin yêu cầu hát bài Hoa Biển để tặng cho tất cả anh em hải quân. Hai cô mặc áo dài rất là đẹp. Người lính già Tennessee. Phải xin phép anh cho tụi em. Rồi, hai cô cứ tự nhiên. Tụi em hát bài anh có thuộc Hoa Biển không? Anh thuộc không anh? Anh không thuộc bài đó, anh biết nhưng mà không thuộc bài đó. Dạ, chắc không thuộc lời. Cái bài này thì hơi dài, chắc tụi mình hát một đoạn để tặng người lính già. Dạ. Một đoạn thôi đi. Dạ. Lát nữa đây tụi em hát cái bài của Hải quân đó thưa anh. Cha cha. Chút là đặc biệt. Dạ đúng rồi. Cha cha. Rumba cha cha. Bài Hoa Biển đánh ra rumba nhanh. Rumba nhanh. Ngày xưa em anh hay hờn dỗi, giận anh khi anh chưa kịp tới, cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi em cúi mặt làm ngơ. Không nghe kể chuyện, bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời. Tại em khi xưa yêu màu trắng, tại em suy tư bên bờ vắng, nên đêm vượt trùng anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em. Cho anh thì thầm, em ơi tình mình trắng như hoa đại dương. Hứng nặng hứng. Hứng. Mình phải trở lại chương trình. Trở lại với anh Nguyễn đây, Bình Trị ngày hôm nay. Dạ vâng thưa anh. Nếu mà anh mang cấp bậc trung úy như vậy thì là anh có đi tù không thưa anh? Dạ thưa tôi, ngày 30 tháng 4 sau anh... 30 tháng 4 75 thì ngày Việt Cộng nó gọi tất cả những người sĩ quan đều phải đi trình diện học tập. Thì tôi trình diện ngày 26 và tôi ở tù 5 năm. Ủa, trung úy mà đi dữ vậy anh? Vâng, vì tôi đi danh trị gần 6 năm đó. Thì đầu tiên thì nó đưa tôi đi lên trận lớn. Yeah. Trận lớn xong rồi tôi nhớ ngày 23 Tết là đầu tiên, Tết 70 đầu tiên á, là cái tuần gì không quên được là cái ngày 23 Tết vừa mới đưa ông Táo lên trời là bị cộng với sách ba lô sách tụi tôi đi tập họp. Chưa kịp ăn Tết là sách đi lên Motolova đi ra bến tàu và đi tàu 501 và đi ra ngoài Phú Quốc. Vâng. Thì chúng tôi ở ngoài Phú Quốc một thời tôi không nhớ mấy tháng, sau đó thì nó mới đưa chúng tôi về Hóc Môn, về Long Giao, mấy tháng xong mới về Hóc Môn được xong rồi tôi về Suối Máu là cái trại cuối cùng mà tôi ở đó chị. Tức là anh không có bị đi ra ngoài không bắt thì không bị bắt. Chúng tôi thấy có một số tôi thấy là có một số anh em tôi mà cũng làm trưởng phòng đơn vị nhưng mà lại đi bắt, mà tôi lại không bắt thì không biết tại sao, chắc có lẽ do cái lời khai như thế nào đó chị. Thì mình lại được ở trong Nam mà lại không đi ra ngoài Bắc. Nghĩa là cũng hên xui thôi. Vâng, cũng hên xui thôi. Vâng, có người cũng ở ngành giờ cũng ở cục lý chiến mà có người lại đi bắt mà. Mà lại không đi. Như tôi có nhớ bạn là người làm chung phòng tôi là thiếu úy Tâm á. Tâm là lại đi bắt. Mà tôi là hai thằng cũng làm cùng phòng với nhau luôn, mà tôi gặp ở bên này thì nó đi bắt mà tôi lại không đi. Mà lúc đó anh có gia đình chưa anh?
Dạ. Dạ, chưa, tôi hồi nào chưa, chưa có lập gia đình. Ồ, bây giờ anh vẫn độc thân hả? Dạ, vâng, chưa có lập gia đình. Trời, còn thanh niên. Lớn. Vậy là anh trẻ chúng ta còn thanh niên. Người thanh niên sống lâu năm. Mà đừng có nói mình lớn tuổi, đừng nói mình già. Người thanh niên lâu năm anh. Dạ, thưa anh, khi mà anh ra tù rồi, ra tù Cộng sản rồi thì khi nào mới qua Mỹ? Dạ, tôi ra 81 thì tôi nhớ tôi ra tháng Giêng đó chị. Yeah. Và lúc đó xong mà cái là ở nhà lúc đó cũng lo cho chỗ đi hết trơn rồi thì tôi vượt biên vào tháng 4. Ồ, anh vượt biên á? Vâng, tôi vượt biên. Tôi đi tháng 4 rồi hay là đi một lần cái thoát á chị, là tôi ở Bi Đông. Nhưng mà trong lúc mà anh đi vượt biên như vậy thì có gặp gì nguy hiểm không anh? Gặp nguy hiểm gì trên đường đi hay không hay là? Dạ, cái tôi đi thì cái tàu đó tôi nhớ hình như nó là 16 thước mà 3 lốc, 128 người. Dạ. Yeah. Vâng. Thì đi hết 5 ngày thì ngày chót nó bị hải tặc cướp chị, nhưng mà hên chắc là số cái tàu tôi nó bị hên đó ha chị. Hên là hải tặc nó hiền, nó chỉ có lấy vòng bạc cái rồi nó cho nhớt biết rồi cho tàu đi. Vâng, nó không hàm hiếp gì hết trơn vậy. Mà còn cho dầu nhớt nữa. Vâng, thì nó cho nhớt là chúng tôi đi cái đó, chúng tôi lâu lắm gặp một cái chuyến hên như vậy. Vâng, thì đưa tới cái chuyện vượt biên của anh chắc có lẽ chúng ta tạm ngưng ở đây đi. Vâng, để chúng ta sẽ kể tiếp vào phần 2. Thì mời quý vị xem một số ít thông tin thương mại của đài và chúng tôi sẽ trở lại. Dạ vâng, kính thưa quý vị, hôm nay sau đây là lời nhắn tin tìm người thân được gửi qua email Tiếng Hát Hậu Phương. Kính chào hai cô Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế cùng tất cả mọi người trong đài. Cháu là Tuấn, hiện đang sống tại Tây Ninh, Việt Nam. Gia đình cháu có một người cậu tên Phan Văn Tới, trước phục vụ trong sư đoàn 2 không quân, đóng quân tại Pleiku. Cậu Tới bị mất tích khoảng tháng 3 năm 1975 trong lúc di chuyển từ Pleiku về đập Đồng Cam. Kính nhờ hai cô thông tin dùm gia đình, nếu quý chú bác nào có trong đoàn người di tản từ Pleiku về đập Đồng Cam, có biết được tình hình của cậu Tới như thế nào, bị thương hay chết? Nếu chết, xin cho gia đình biết ngay dùm. Xin chân thành cảm ơn hai cô và quý đài, kính chúc mọi người cùng gia đình có một năm mới 2015 và năm Giáp Thân an khang thịnh vượng, vạn sự may mắn. Dạ, hy vọng là chúc cho cháu và gia đình sớm tìm được tin của cậu Tới. Dạ, cậu Tới là không quân. Dạ, nếu ai biết được tin thì báo cho đài, rồi đài sẽ chuyển lại cho em Tuấn. Em Tuấn, dạ, ở Tây Ninh. Dạ. Và trước khi vô chương trình, em có lời chia sẻ của chị Tư gọi từ chị Tư gọi từ Phila. Chị xin gửi tặng hai cô bài thơ với tựa đề Nhớ Quê Hương. Một lần xuân đến bao nhiêu là buồn, cuộc đời hôm nay tựa như cánh chim bay. Chim bay lạc đàn còn tìm về tổ ấm, người lạc đàn như chết ở trần gian. Xuân đến xuân đi, bỏ tôi ở lại nơi xứ người, biết tâm sự cùng ai. Quê hương ơi, còn nhớ tôi không nhỉ, tôi sẽ về trong giấc ngủ chim bao. Rồi một ngày đó khi tôi trở lại, để lòng mình không còn thấy cô đơn, vì nơi đó có những người thân thuộc chia sẻ ngọt bùi tâm sự cùng tôi. Wow, chị Tư ơi, cái bài thơ hay quá, cảm động quá thưa chị. Bài thơ thật là xúc động, chắc chị viết từ tâm tư của chị. Dạ, cảm ơn chị Tư rất là nhiều. Xin quý vị tiếp tục gọi vào để yêu cầu Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế cũng như là anh chị hát. Dạ vâng, chúng em xin trở lại với anh để hỏi là cái ngày 30 tháng 4 đó, lúc đó đó thì anh ở Sài Gòn hay ở đâu thưa anh? Vâng, thì như hồi nãy tôi đã nói với hai chị là lúc đó là tôi đang phục vụ ở cục tân biên chiến, thì cái ngày 30 tháng 4 là lúc đó là tôi thấy nhớ hình như trong cục của tôi hình như là còn mấy người thôi. Lúc mà tổng thống Dương Minh là tuyên bố đầu hàng á, thì là ông hình như lúc đó ông chỉ huy phó là ông đại tá cục phó là gì á, tôi không nhớ nữa. Thì hao là ông trưởng phòng, ông kêu thôi bây giờ thôi là đủ hàng rồi, thôi thì anh tất cả các anh ai về nhà nấy. Yeah. Thì là tôi trên đường tôi về nhà thôi. Cảm tưởng như thế nào? Tôi thấy rất là mình cùng một mình đang như vậy, mà quân đội mình đang hùng mạnh như vậy, mà tự nhiên bây giờ nó lại không ngờ nó bị cộng, nó lại vào nó trên đấy, nó thấy như một bầu trời đen, như là bầu trời đen tối. Mà tôi nhớ trước những cái ngày đó, ngày 28-29 là trời mưa tầm tã, âm u lắm, trước cục tân biên chiến vậy, nó âm u mà buồn lắm, rất là thê thảm.
đúng là những ngày đó là dạ, đêm trời cũng nhớ, thương cho trời u ám bầu trời u ám em cũng nhận thấy như vậy. Em còn nhớ ngày đó u ám lắm luôn, u ám lắm rồi nó sấm sét rồi. Có lẽ nhiều khi cái điềm của đất nước mình nó bị mất. Vâng, dạ. Dạ vâng. Thấy đất nước buồn quá. Thưa anh, hình như em nghe anh Trạch Gầm nói là anh biết hát cổ nhạc nữa. Anh có thuộc một câu cổ nhạc là anh hát cho khán thính giả nghe. Vâng thì chắc chỉ có một đoạn thôi, cho một đoạn nhỏ nhỏ. Dạ thưa một đoạn anh, bây giờ anh muốn hát 6 câu cũng không vợ. Dạ vâng. Dạ thưa một đoạn thôi thưa anh. Vâng thôi, chúng ta vâng thôi cũng để giúp quý vị khán giả. Là đây là trích một đoạn của trong tuồng Nửa Đời Hương Phấn. Chú biết gì tôi mà chú lại mắng tôi? Ở trên đời này sao lại có thứ đàn ông mặt mày trông bánh trai nhưng trong lòng thiệt là tồi tệ? Mày dụ dỗ con Hương làm cho nó có thai. Tới chỗ có thai sao Hương nhỉ? Dạ, dạ. Một câu thôi mà cái tuồng nữa đợi Hương Phấn. Vâng. Một người đàn ông tồi tệ dụ dỗ Hương có thai rồi đó. Dạ. Vâng, sau đây là có lời chia sẻ rồi thưa anh. Của anh Phương Lục gọi từ Arizona, thấy Phương Quế và ta là hôm nay mặc áo dài giống Tết quá. Dạ. Anh. Ngày mai là trong còn trong còn mùa còn xuân mùa, dạ. còn tháng hai viên tháng viên là tháng ăn chơi. Dạ. Người Việt Nam mình hay nói như vậy anh Phương Lục. Anh thấy Phương Quế Thanh La hôm nay mặc áo dài giống Tết quá. Ngày mai là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của anh. Wow. Xin cô Thanh La và Phương Quế hát tặng cho gia đình anh bài Túp Lều Lý Tưởng. Chúc Hồng Việt và mọi nhân viên luôn mạnh khỏe để có nhiều chương trình tốt phục vụ cho bà con hải ngoại. Dạ em xin chúc mừng anh chị ha. Anh chị chúc anh chị dạ, chúc anh chị luôn luôn cũng 40 năm nữa. 40 năm hả? 40 năm rồi, giờ 60 năm nữa đi. Thêm 40 năm nữa đi. 60 năm nữa đi mình tham tham chút. Luôn có nhau dạ. Dạ. Túp Lều Lý Tưởng cho thưa anh. Dạ em gửi tới các anh chiến sĩ miền Nam Cộng Hòa luôn. Từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong và hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Rồi mình đi kiếm liêu xanh mình kết làm anh, rồi mình sinh khóm chúng sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cũng hoa mai nào các chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng. Dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, tình mình đẹp quá có ai bằng ta. Dạ, chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc. Và có dịp nào thì chúng em sẽ hát lại bài này để tặng anh Phương Lục. Giờ trở lại với anh đây thưa anh. Anh có cái lời nhắn nhủ gì với thế hệ trẻ, hoặc là có những đồng đội của anh mà khi mà tản mát mất thất lạc nhau đêm ngày 30 tháng 4 không thưa anh? Dạ. Có nhắn nhủ gì tới đồng đội của anh? Thưa tôi sau cơn biến loạn 30 tháng 4 thưa anh? Dạ 30 tháng 4 thì tất cả thì lúc đó thì đơn vị của tôi nó anh em lúc đó cũng tạng nạn. Tức là em nói là anh có gặp lại những người bạn nào hoặc là anh có muốn nhắn gửi trên đài tại vì chương trình này á? Vâng thì lúc lên đài lúc thường thường hay gặp những người bạn cũ đó thưa anh. Dạ. Vâng dạ. Thì tức là các anh bạn anh đang coi, có thể là đang coi chương trình của chúng ta đó thưa anh. Hoặc là anh muốn nhắn gửi gì những thế hệ trẻ sau này, những người trẻ sau này hãy giữ màu cờ sắc áo như thế nào đó. Vâng thì tôi cũng xin có một cái lời nhắn là tất cả các anh em bạn trẻ sau này làm sao mà chúng ta ráng coi anh em ráng theo cái những cái gương, những cái bậc tiền nhân của chúng ta đã chiến đấu, đã đổ biết bao nhiêu xương máu để mà cứu nước. Thì tất cả các anh em hậu vệ hãy noi những ngôi gương đó để mà chúng ta hy vọng rằng có một ngày nào đó
thì chúng ta sẽ lật đổ được cái bạo quyền cộng sản. Dạ vâng, vì chương trình này đó là mục đích của chúng em là giúp đỡ cho những người trẻ họ hiểu biết thêm về cái lịch sử của nước Việt Nam mình, cũng như là hình ảnh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên những lời chương trình này cũng rất là nhiều người trẻ ở khắp nơi họ xem đó thưa anh. Cho nên là cảm ơn những lời chia sẻ đó. Và sau đây thì có một cái bài thơ mà của anh Thức, anh Trần Thức ở St. Louis, một khán giả rất là quen thuộc, rất là trung thành với Thế Hà Hậu Phương. Anh đã gửi bài thơ này từ trước Tết mà chúng em bận rộn lắm, không có thời giờ để đọc, thì xin phép anh hôm nay được đọc bài thơ của anh. Dạ, bài thơ là Tâm sự đêm xuân của anh Trần Thức. Trang Phan Lan xin phép được đọc. 41 xuân qua em đợi chờ, đêm ngày thao thức dạ thầm mơ, bóng dáng người trai hùng thuở ấy về lại quê hương dựng ngọn cờ. Xuân rồi nhớ các anh, những người chiến sĩ thuở xuân xanh, giả từ sắp vỡ tay ôm súng, trấn giữ biên cương đến thị thành. Em biết anh không phải yếu hèn, kể từ vận nước tháng tư đen, đem thân giam hãm nơi tù ngục, cũng chỉ là mong được gặp em. 41 xuân rồi áo nữ sinh còn bay trong gió ngát hương trinh, vòng hoa chiến thắng choàng năm ấy, em gửi riêng anh bấy nghĩa tình. Anh ở nơi này vẫn đón xuân, nhưng lòng sao cứ mãi bâng khuâng, hay em còn trách anh nhiều lắm, ngấn lệ dành riêng phút tuổi mừng. Hy vọng không lâu khúc khải hoàn, nhạc mừng chiến thắng sẽ reo vang, ngày ấy chúng mình vui tao ngộ, đền đáp cho em chẳng muộn màng. Cảm ơn anh Trần Thức rất nhiều. Anh ở tiểu đoàn 3, trung đoàn 40, sư đoàn 22, bộ binh. Dạ, cái câu kể từ vận nước tháng tư đen, tự nhiên mình giống như là nhắc tới một cái gì đau lòng, xót xa lắm. Mà nói tới cái tháng tư đen thì trong lòng mình không thể nào mà... Sắp sửa tới tháng tư rồi, hôm nay là đã đầu tháng 3 rồi. Rất là nhanh. Năm ngoái thì mình làm 40 năm, rất là lớn, 40 năm mất nước, năm nay là 41, tháng 4 này là 41 năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng mà anh thấy không, vết thương lòng của chúng ta mỗi lần mà nhắc tới... Một lần cứ nhắc tới 30 tháng 4 là chúng ta lại đau lòng với là chúng ta không thể nào mà chúng ta quên được những cái ngày đau thương đó, thưa quý vị. Thưa anh có một cái kỷ niệm nào mà đối với những người bạn của anh trong thời gian làm việc? Vâng, thì có cái thời gian mà tôi qua đây á, thì đó như hồi nãy tôi đã nói chuyện với là tôi qua đây tôi gặp Nhật Trường, Thịnh Thanh, rất là mừng rỡ. Đang ở đây qua rồi hai anh em vẫn gặp nhau, rồi vẫn đi buồn cà thì phê vẫn chung vâng cà phê chung nhau. Vâng, và tôi nhớ có một lần hồi xưa bên cục tân chiến, hồi đó chúng tôi còn mỗi một tháng hay mấy tháng chúng tôi thường đi ứng chiến á. Thì có một lần tôi đi ứng chiến với anh Nhật Trường, rất là vui, hình như ở ngoài Rạch Đại Nam, hình như cái trường học ở gần Đại Nam, nó đi ứng chiến thì rất là vui, anh em nó ca hát với nhau rồi. Đúng là anh Nhật Trường là một nghệ sĩ, một nhạc sĩ tài ba của Việt Nam mình. Vâng. Rất tiếc là anh mất sớm quá. Rồi qua đây lại gặp Ngân Giang nữa, nhạc sĩ Ngân Giang. Vâng, Ngân Giang cái bài tôi vẫn nhớ đó. Em có nhiều kỷ niệm với anh Nhật Trường lắm. Cái lúc mà lần đầu tiên em vô hát ở đài phát thanh quân đội đó anh. Cái lúc đó em mười mấy tuổi thôi, em đi vô thâu chương trình thiếu nhi quân đội đó. Thì lúc đó em háo hức muốn biết mặt anh Nhật Trường lắm. Thì em mới đi vòng vòng hỏi thăm anh Nhật Trường. Thì anh Trần Trịnh anh mới chỉ. Anh nói anh Nhật Trường là anh nào, em muốn biết mặt ở ngoài, em hái mộ lắm. Thì anh Trần Trịnh chỉ vào trong cái tấm màn á. Tức là ở trong đài quân đội đó, nó có những tấm màn để mà mình thâu nó, để cản cái âm thanh á. Thì ông chỉ trong đó đó. Em mới kéo cái tấm màn ra. Thì ông Nhật Trường chắc hồi tối đi ứng chiến gì không biết nữa. Cũng nằm chờ que mà cặp mắt kiến bỏ một bên. Mà vớ ổng thì chiếc dục bên đây, đông chiếc dục bên tây, ông không cởi về giá, ông nằm phè đó ngủ. Ông kéo ra. Ông Hoàng ông thấy một người mở cái ông giật mình lấy cái mắt kiến. Ông mò cái mắt kiến đâu rồi ông mò. Trời em cười gần chết, nó ủa trời thần tượng tôi đây đó hả? Giật mình luôn đó, trời thấy tóc tai bồn sòm, trời em thấy Trần Thanh hỡi ôi ủa trời sao thần tượng sụp đổ hết. Còn em thì lúc em đi thâu đài quân đội, lúc đó em cũng 16 17 tuổi vậy thôi. Cái anh đứng hả? Em
Em 20 tuổi chưa? Nó dạ chưa. Ráng 20 tuổi là hát chương trình của anh nha, tiếng hát đôi mươi. Tiếng hát đôi mươi. Em 20 tuổi mới hát được chương trình anh nha. Tiếng hát đôi mươi. Đúng rồi, tiếng hát đôi mươi. Dạ. Tức là anh hay cởi mở với lại anh em mình lắm. Tiếng hát đôi mươi là cái chương trình của anh Nhật Trường mà thực hiện trên đài đó anh. Vâng, cũng rất nhiều khán thính giả thích và yêu cầu nhiều lắm trên đài thường thường hay yêu cầu cái chương trình đó phát lại. Dạ. Quý có lời chia sẻ không? Em xin phép em đọc lời chia sẻ của chị Hoàng Trâm Anh gọi từ Washington. Xin yêu cầu hai cô hát bài Đêm Đông. Hai cô lúc nào cũng đẹp và tươi như hoa. Dạ, em cảm ơn chị Hoàng Trâm Anh. Quế có thuộc bài Quế hát thuộc. Đoạn cho chị đi. Quế hát một đoạn nha. La thứ đi Nghĩa. Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống, đâu đây buông lững lờ tiếng chuông, đôi cánh chim bâng khuâng rã rời cùng mây xám về ngang lưng trời. Thời gian như ngừng trong tê tái, cây chút lá cuốn theo chiều mây, mưa giăng mang nhớ nhung tiêu điều, dương thứ ta bay. Thời nào mình nghe cũng hay á. Vâng. Mấy bài hồi xưa mình gọi là bất tử mà bất hủ. Bài này của Nguyễn Văn Đông phải không? Dạ. Chị à? Nguyễn Văn Thương anh. Nguyễn Văn Thương. Nguyễn Văn Thương. Dạ. Ông này là hát, là sáng tác Hồng Vận Phu đó. Hồng Phu. Dạ thưa Phu. Anh có nghĩ gì về thế hệ trẻ sau này ở hải ngoại thưa anh? Vâng, tôi thấy là ở bên này á, sau này những cái thế hệ trẻ bên này rất là thành công. Vâng. Như điển hình như chúng ta thấy là tất cả những cái Việt Nam mình là thế hệ trẻ rồi, là như là nghị viên Điệp Miên Trường rồi có thị trưởng Tạ Đức Trí đó, đó là những người đó. Tôi nghĩ rằng là họ là tất cả những cái người đó đã thành công và đã nghĩ đến vấn đề và về đất nước và hiểu thế nào là những chính nghĩa của chúng ta lên thời trước 75 đó. Vâng. Thì qua đây và cũng nhờ mấy người nghị viên đó tranh đấu, tranh đấu cho nên tất cả là ở Việt Nam chúng ta có nhiều cái nhà tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền, họ qua được bên can thiệp, họ qua được tới bên Mỹ đi, qua xứ tự do của mình là cũng nhờ những nghị viên người Việt Nam của chúng mình, những người trẻ tuổi như vậy. Họ như là nâng đỡ. Vâng. Họ giúp đỡ thêm cho chúng ta trong cái cuộc đấu tranh mà giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam chúng ta hiện tại. Và Việt Nam mình cũng có rất nhiều người rất thành công, rất giỏi. Giống như nhạc sĩ Việt cũng biết. Những người trẻ đấu tranh ở trong nước, trong nước thì anh nghĩ như thế nào? Vâng, cái đó chính là những người đó để nói lên cho những người dân ở trong nước là biết. Vâng, đó, những người đó, anh hùng đó. Chúng ta mình cũng cần phải yêu trợ tất cả những người đó. Ở trong vùng đất địch mà dám đấu tranh. Chúng ta ở ngoài này chúng ta có tự do. Mà chúng ta có đấu tranh thì
ở bên ngoài là yểm trợ, vâng, yểm trợ, đấu tranh, nhưng vâng, mà sự thật ra những người trong nước, nước mà ở vâng. trong cái gọng kèm của cộng sản mà dám đứng lên đấu tranh, dám đứng lên đấu tranh thì những người phải nói cho những đảm. Người đó là anh hùng, can đảm, vâng, rất là can đảm, nhất là những người trẻ nó tương lai họ còn rất là dài. Nhưng mà em vẫn thương cái người, cái cậu bé tên gì hả, cậu bé mà bận đồ Tuấn á. Tuấn, à, em Tuấn đó, thì anh mấy tuổi đó, còn mấy tuổi vâng. Đang là sinh viên đó chứ, 21 tuổi, vậy là sinh viên mà đội nón thì nón xanh, mà nón xanh là của hình như là thủy quân lục chiến rồi, còn áo dù rồi đeo phù hiệu của bình trong quân, có nghĩa là trộn lộn tùm lum, mà thấy thương lắm, bận cái bộ đồ đó mà đứng hô hào là em thấy em thấy mình rất là cảm động khi mà thấy em đứng lên em hô hào chống cộng như thế. Cái hình ảnh nó rất là đẹp. Và đáng cho những cái người, đáng cho những cái người nào mà họ còn đang mê muội, họ đang mê muội và tin tưởng vào cộng sản, họ tin tưởng vào cộng sản. Em nghĩ là mấy người đó thấy em Tuấn mà phải tỉnh giấc đi, chứ em thấy không thể nào mà mình ngu, mình mê muội đến độ mà mình không biết đâu là chân, mà đâu trong là chân lý, mà đâu là không. Tuần vừa rồi thì mình cũng có một số cái vị khán giả yêu cầu mình hát cái bài hát gì đó. Như mình lính mà hát em lại đi. Mình như lính mà em phải không thưa? Dạ thôi bây giờ vậy nè, trước khi kết chương trình thì Trang Thanh Lan và Phương Quế và khách mời cũng hay đứng lên hát một bài hát vui để tặng quý khán thính giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bài hát Lính Mà Em để chúng ta chia tay. Còn lại chia sẻ không? Không. Lính Mà Em. Rê là đâu? Rê. Trăng lên cao muôn hoa sóng răng đầy, tàu lắc lư làm sao biết tự tình. Trăng đại dương không đủ viết thư đêm, nên thơ muôn đừng trách lính mà em. Hôm mình đi cine trời mưa nhiều, áo dài xanh bên áo trắng hòa biển. Anh che cho em đừng làm ướt áo, anh quen rồi mưa gió lính mà em. Hỡi em yêu, nếu nhớ đến anh ngày nào anh về bên em. Chúng ta yêu thật nhiều, tàu về bên anh hẹn mình giao phố. Tay chinh nhân đang nắm ngón tay mềm, thương rồi anh kia đi gì mau vậy. Anh mỉm cười khẽ nói lính mà em. Hỡi em yêu, nếu nhớ đến anh ngày nào anh về bên em. Chúng ta yêu thật nhiều, tàu về bên anh hẹn mình giao phố. Tay chinh nhân đang nắm ngón tay mềm, thương rồi anh kia đi gì mau vậy. Anh mỉm cười kẻ nói lính mà em. Anh mỉm cười kẻ nói lính mà em. Làm hết hồn anh. Mình cũng còn tới 5 phút nữa lận á. Mình hát thêm cái bài gì? Mình hát cái bài Đất Quả Đồng Quê đi. Không, hình như là có lời chia sẻ nào nữa mình đọc nha. Nãy có người yêu cầu mình hát Đất Quả Đồng Quê mà. Vậy mình hát đi. Bữa nay tự nhiên chương trình chúng ta còn dư tới 5 phút thưa quý vị. Và 5 phút cuối cùng này Trang Thanh Lan và Phương Quế muốn tặng đến quý vị các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa một bài hát mà xưa, thật là xưa, mà rất vui, mà dễ thương lắm. Đó là Bức Họa Đồng Quê của nhạc sĩ Văn Phục. Dạ vâng. Tông Đô, Tông Đô. Bài email đó mà mình không có thời giờ hát, thôi sẵn mình hát luôn. Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xóa, tia nắng từng bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn
chim 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 non, từng cánh diêu diêu thon, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa dẫm trên đồng lúa vàng. Tình tang 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 tang, tang tinh 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 tinh, du khách nâng nhẹ phím buông nhẹ tơ đàn. Hơi gió hay cuốn lên, thề đồng xanh tươi mát hơn, thanh nắng hay sáng lên, nhà hoa tươi thắm hơn, thôn quê hơn hoa mừng ngày mùa xa, người người hoa vang đạp hoa tình tang nhịp làng vang xa. La 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 la. Chàng trai say say say, thôn nữ ra ra ra, em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bỏ công cày cấy bao ngày mong chờ. Hơi gió hay cuốn lên, để đồng xanh tươi mát hơn, thanh nắng hay sáng lên, để làn hoa tươi thắm hơn, thôn quê hân hoan mừng ngày mùa sang, người người hoa vang đàn hoa tình tang nhịp đàn vang xa. La 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 la. Chàng trai say say say, thôn nữ ra ra ra, em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bỏ công cày cấy bao ngày mong chờ. Cho bỏ công cày cấy bao ngày mong chờ. Cho bỏ công cày cấy bao ngày mong chờ. Ngồi vỗ tay đó mày ơi. Ngọc ơi, hôm nay đến này để yểm trợ tinh thần của anh Nguyễn Bình Trị đó. Tại vì đây là những người bạn cà phê buổi sáng. Tức là anh Trạch Gầm, anh Bình Trị nè. Còn lại em, còn lại rồi Hùng nè, Ngọc Ân nè. Rồi ai đó anh thấy em nhớ mấy anh lính nhiều lắm. Anh Trạch Gầm lắm. Có rồi. Anh Đắc, Hùng, Trần Đắc, Trần Đắc, Trần Đắc, Hùng á. Rồi có cái điếu bazooka đó, điếu cày, bazooka vậy đó, truyền nhau. Mà đặc biệt là ra cà phê đó. Vâng. Trà ở tiệm cà phê không ngon mà trà của các anh đem tới. Vâng. Quá trà ngon. Đặc biệt không Phương Quế và Trang Trang. Dạ. Sao mình ra trà tiệm cà phê mà mình đem trà theo mình. Tụi này trà ở tiệm không? Cứ hãy mà ra là cứ xin trà của các anh. Tụi này là khách quen mà Trang Trang Lan. Dạ, tụi này là khách quen ngày nào là có trà riêng. Thì ai cà phê cà phê, nhưng mà trà riêng của mình cũng ngon lắm. Em nhớ cái trà của các anh mà thỉnh thoảng em chưa thấy tìm ra cái tiệm cà phê đó. Vâng, từ bữa nào Phương Quế mời Trang Trang. Tại vì em á, 11 giờ em mới thức dậy. Thành thử ra đó em không bao giờ ra đường buổi sáng để nhìn thấy cái tiệm cà phê nó nhộn nhịp như thế nào và cái bình minh buổi sáng nó đẹp như thế nào. Yeah. Cho nên khi nào anh mời em gái này mà đi ra tiệm cà phê để uống với các anh á thì em sẵn sàng bao anh một chầu. Rồi, nhớ nha Phương Quế. Một chầu lớn luôn đó. Em má dạy đúng ngộ mới ra khỏi nhà. Okay. Em là đúng đỉnh lắm. Bây giờ ra khỏi nhà quá ngọ đó. Ta lan yên tâm. Quá. Dạ. Dạ thôi chương trình chúng ta là tới giờ chia tay để em mời anh chào quý khán giả và anh ký sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì anh dạ không cần. Dạ. Vâng thì tôi xin thành thật tất cả cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái chương trình Tiếng Hát Hậu Phương trong suốt gần một tiếng đồng hồ hôm nay và xin thân ái kính chào tất cả quý vị. Và chương trình Tiếng Hát Hậu Phương tới đây là chúng ta tạm chia tay. Thưa quý vị, Phương Quế, Trang Thanh Lan, anh Trị cũng như là Nghĩa Sữa chào tạm biệt quý vị ở đây. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này 7 đến 8 giờ giờ Cali. Kính chúc quý vị một đêm bình yên và hạnh phúc. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương.